Ngày 10 tháng 2 năm 2020, các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã bất ngờ khi đỡ đẻ thành công cho một trường hợp sản phụ sanh mổ với thai nhi lên tới 6,5kg, tương đương với em bé 3-4 tháng tuổi. Bác sĩ Nguyễn Văn Hên, trưởng khoa sản Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Nha Trang cho biết, qua theo dõi thai kỳ của một sản phụ 28 tuổi ở huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, bác sĩ phát hiện sản phụ này mắc bệnh lý tiểu đường, rất nguy hiểm cho thai phụ và thai nhi, cho nên khi thai nhi được hơn 39 tuần, qua siêu âm nhận thấy thai khá lớn, bác sĩ đã quyết định mổ lấy thai. Đây là một những trường hợp mà em bé to này là trường hợp rất hiếm gặp. Khi em bé ra nó cũng 6,5 kg, nên là quá trình theo dõi thì ở đây chúng tôi cũng đã quản lý thai nghén của chị rất là tốt, đặc biệt là luôn luôn đưa cái đường huyết chị ở cái ngưỡng rất ổn định và họ tư vấn về vấn đề dinh dưỡng như thế nào. Sau khi sanh, tình trạng hồi phục của sản phụ và sức khỏe của bé đều ổn. Đây là trường hợp đầu tiên mà bệnh viện gặp phải và là trường hợp hiếm gặp ở Việt Nam.